Lâu rồi. Đây là vlog sửa sổ tình yêu. Đấy có sao coi kìa. Vlog của anh em ơi. Hôm nay là mùng 6 Tết, anh em tôi quay làm một quả đi spa. Đi spa ở trên Lạng Sơn. Đấy, yeah. Trên Lào Cai. À, Lào Cai. Đấy, yeah. Hôm nay anh Long book cho anh em một quả xe gọi là chất đế. Xe tình yêu mà. Hồng hào trắng trẻo luôn mà. Vậy mày tình yêu không? Đi mẹ mày bê đi. Em sẽ xem trí vừa qua nó đóng cửa. Úi đi con mẹ, hai thằng này làm đéo rồi. Ơ còn thằng Tết nữa, đi về thằng Tết đâu nhỉ? À đi mẹ mày, một mình một cabin. Đáng ra cabin này là của anh đấy. Anh ra đây. Không, nhưng đáng ra là anh là được cái cabin làm một mình. Vì anh là người đặt. Đấy, cho anh thương em đúng không? Không, mày vô tình mày vào đấy thôi. Nên là nằm đi. Vậy anh em đang nghỉ chân ở giữa Việt Trì và Phú Thọ. Đang ở đường cao tốc. Đấy. Anh em đang ngồi ngồi ăn sáng. Đấy, tôi giới thiệu với anh em, đây là con xe bọn tôi ngồi nhá. Đó. I love Sapa. Anh Nguyễn đứng đầu xe. Đâu có đà. Đi về kiểu tới nữa ăn cay ở đâu. Phải đi chụp. Đái câu. Bạn nghỉ mô về. Đấy, bây giờ bọn anh em bọn tôi quay trở lại xe rồi. Đấy, vậy bọn anh em bọn tôi ngủ khá ổn nha. Đấy, anh em không ai quay cả. Nhưng mà tôi mới chính thức dậy để quay. Đấy, thì nói sơ lược cho anh em thì đấy, hôm nay bọn anh em bọn tôi đi Sapa. Đấy, cả đội Sapa. Hết. Chuyến đi này là do đây là người chủ trì. Đấy. Người dẫn anh em đi vậy, gọi là đến cái nơi có cua gậy to. Tôi định đặt xe 250k một người, nhưng tôi thấy xe cabin tình yêu 350k một người. Anh em đang thiếu tiền, tôi book mẹ cabin tình yêu luôn cho anh em bất ngờ. Không gì nói mà tuyệt vời mà. Nhìn reaction anh em lúc vào cái xe này chết chóc. Ê, chứ mà thôi. Thế trông đồ kiếm. Đã đi cũng được gần 100 cây rồi đấy. Còn khoảng 4 tiếng nữa. Tiếng nữa à? Anh em đang ở đâu? 4 tiếng nữa. Vẫn luôn 4 tiếng nữa. Anh em đang ở anh em đang ở đoạn gọi là đường quốc lộ. Nói chung ấy, anh em ở Hàng Mã. Anh em đang ở Hàng Mã. Sao anh em lại đang ở Hàng Mã? Tại sao lại có Hàng Mã ở một chỗ đồng không mông quạnh đi mẹ, đồi núi thứ núi rừng nói ra Hàng Mã. Em nghĩ mã ở đây không phải là mẫu mã mà là mã ở đây nó là ngựa anh ạ.
kích vào hàng mã này xem nó hiện ra gì không. À, là ở Yên Bái em ạ, mình đang ở Yên Bái, quê của Lưu Shady đi em ạ. Sao anh em Yên Bái á? Yên Bái, sao đâu anh em Yên Bái, anh Lưu Shady đi. Bắt thân xeo. Bây giờ anh em đang gọi là dừng lại ở chỗ số 2 để cho ăn trưa. Đấy. Vậy anh gọi mấy anh em đi ăn trưa. Đấy, xuống xe hết rồi mà đều thấy mấy anh em đâu. Gọi mấy anh em xuống ăn trưa đi. Ê, có 30 phút rồi mấy anh. Cái chỗ dừng chân bọn tôi xuống đều có cơm. Anh ấy hết cơm rồi. Hết cơm rồi á? Chỗ hết cơm rồi. Chỗ hết cơm rồi em ạ. Em anh dừng ở đây làm luôn đấy. Anh em chỉ có ăn phở thôi đi. Bóc thì bánh bao đấy. Thôi là người bánh bao thôi. Cảm ơn bánh bao. Ăn không hay là đợi Sapa ăn? Đợi Sapa ăn đấy. Đợi Sapa ăn nhá. Đi đái ở Sapa nhá. Đi thôi. Đi mọi miếng bao có cái lồn gì đấy? Em bỏ. Nhưng mà bỏ trước cho anh. Anh bỏ đi. Đây cái lông à? Đó, bỏ đi trước. Ra cái tóc. Đợi mẹ em hết. Em được mẹ. Wait. Wait. Ngủ hơi lâu ấy. Tính chích chè kêu. À, châm tôm quả vào. Cây Sapa. Cùng với mấy anh em tôi cũng đến đi bạn về đến Sapa rồi. Sapa. Là đi bạn về là đang đến khách sạn để check in. Bạn bán đâu mà? Đi con vệ để bán được. Đây rồi. Rồi đi lại bắn cả trời mà đi. Bắn cả trời luôn rồi. Người trong ương hoa mây mù răng lối. À, ui địt mẹ mình chất hôm tây mà. Địt mẹ về long đặt cho anh em một quả gọi là chất hôm tây mà. Ui địt con mẹ về trèo đào lộn suối nhỉ. Trèo đào lộn suối quá nhỉ. Ui địt con mẹ mình dốc thẳng bắn luôn ạ. Ông bảo thuê xe đạp đi con vậy vậy. Từ nào là mấy anh em là đi vậy định bảo là thuê xe đạp. Nhưng mà sau may mà tôi bảo anh em bảo thôi anh em ơi, đi xe máy. Đi xe máy thôi là đi vậy về. Nhìn cái xe máy lên số quả đi này là cũng điệu ảnh lắm rồi. Mẹ phải kéo như kéo thắc là đi xe đạp nhá. Đây là
Đấy, lòng bốc cho anh em quả địt mẹ này, quả cái lâu đài Biệt Phủ luôn mà. À, đi vậy về anh em ở quả tí tối ra đi bạn có ba ở đây luôn, đi vậy về. Ơ, anh xem nó kì à? Đang sao kê trên lao trong tầng 5 nhé. Em có thể mang theo không? 411 à? 414 á? Cơ động rồi. Review cho em có phòng như vậy thì có ở nhé. Tình hình lại là ba anh em ở phòng đấy. Đấy là có một giường đôi mà một giường bé, giường của thằng con đấy. Anh em vừa nhận phòng xong, bây giờ đến chuyên mục bắt đầu anh em di chuyển đi ăn cuốn sủi. Cuốn sủi lên Sapa ăn phở, lên Sapa ăn spaghetti. Tại tình hình là anh em định bảo đi ăn nhưng mà như vậy ở khách sạn lại móp cái phòng tập gym. Nha. Bể bơi bẩn. Bể bơi đi con. Đây đi, tới đây. Anh đi đây, anh đi đây. Có đi một lúc anh em phát hiện ra đi nhầm đường, đi ngược lại. Có ý rồi. Mẹ trông cảnh đây đẹp vẫn luôn mà. Trông đi mẹ tinh. Anh em đến nhà hàng ăn rồi. Lên Google tìm vũ đàn Leo, xong thì anh thì thở điều đầu tiên là vũ quản vũ đàn Leo. Yên tâm, đi ăn với anh có lo đéo gì. Nhưng mà bảo là em đỗ nấu để hấp thì sống. Đây là anh mày làm gì nữa. Cơm nhà hàng. Cơm nhà hàng. Đi tại này mời anh em nhá. Nó không phải ai chơi mà nó chỉ miếng thịt cắt ra từ tay của Logi. Một lít một miếng. Ok, tình hình là anh em vừa ăn trưa xong lúc 4 giờ. Bây giờ là mẹ đang di chuyển tới khách sạn. Em review thịt bò Sapa đây. Em thấy là cũng ok đấy. Gọi là nóng hổi luôn. Anh em định tối sẽ anh em vào đấy chơi. Thôi game gủm thì em đi đánh bia, bắp, biết cái thứ. Rồi tạm thời chắc mình đi nghỉ á. Quá. Quá.
wipe the tears.